leo qua cầu. Thế nhưng mà cái cầu này nó hơi quá, nó làm nó không đúng quy cách, nó dốc người ta ngại, xe đạp lên thì nó không tiện đấy. Cho nên là người ta thuyền leo qua mà leo này rất là nguy hiểm. Chúng tôi là những người mà sống ở quanh cái khu vực này thì thấy có những người chạy cái đoạn rất gần ở đây là qua rào là bị xe ra nghiến nát rồi, coi như là không còn xác đâu cả. Xe trước gãy đổ, xe sau này đè lên, tôi chứng kiến ở đây nói chung là tuần nào cũng có chứ không phải là không. Người thì trào rào, người thì do vật cản nên mà dẫn đến ô tô gây ra tai nạn. Thưa quý vị và các bạn, hành vi trèo rào băng qua đường quốc lộ 5 không những gây nguy hiểm đến tính mạng của mình mà còn ảnh hưởng đến các phương tiện tham gia giao thông. Đã có nhiều vụ tai nạn thương tâm xảy ra do hành vi này. Tất cần chính quyền địa phương và cơ quan chức năng vào cuộc có biện pháp tuyên truyền và xử lý nghiêm đối với người vi phạm nhằm chấm dứt tình trạng trên.